Các chuyến bay bị hủy ở Tây Ban Nha do cuộc đình công của các phi hành đoàn. Vào ngày thứ Năm 30 tháng 6, các phi hành đoàn của Ryanair ở Tây Ban Nha bắt đầu đình công. Các tiếp viên của hãng hàng không giá rẻ đối thủ EasyJet cũng đình công trong 9 ngày kể từ thứ Sáu ngày 1 tháng 7, gây ra gián đoạn các sân bay tại Tây Ban Nha. Các nghiệp đoàn cho biết hãng hàng không Ireland không tôn trọng luật lao động địa phương về các vấn đề như lương tối thiểu và đã thúc giục bài quản lý cải thiện các điều kiện làm việc khác. Các cuộc đình công của Liên đoàn Tiếp viên Rane ở Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Ý đã ảnh hưởng đến 2% trong số 9.000 chuyến bay dự kiến từ thứ Sáu ngày 24 tháng 6 đến Chủ nhật ngày 26 tháng 6. Công đoàn địa phương USO cho biết, phi hành đoàn có trụ sở tại Tây Ban Nha, EasyJet dự kiến đình công trong 9 ngày vào tháng 7, yêu cầu tăng 40% mức lương cơ bản, thấp hơn nhiều so với các nước như Pháp và Đức. Các đợt định công đầu tiên của EasyJet được ấn định từ ngày 1 đến 3 tháng 7, trùng với thời điểm bắt đầu mùa cao điểm dành cho khách du lịch. Tại sân bay Malaga, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất của Tây Ban Nha, những du khách thích xếp hàng dài tại các quầy dịch vụ của khách hàng của Ryanair và cố gắng thay đổi, sắp xếp chuyến bay sau khi các chuyến bay trước đó bị hủy.